The trunk in the attic. Trunk có nghĩa là cái hòm. Cái hòm, cái dương, miền Bắc mình gọi là cái hòm. The attic là cái gác xếp. Ở đây tên bài này là cái hòm ở trên cái gác xếp. The trunk in the attic. Last month, my grandmother asked me if I could help her to clean out her attic. Tháng trước thì bà của tôi có hỏi tôi là liệu có thể giúp bà để lau dọn dẹp, clean out cái gác xếp của bà được không? Her attic. I was happy that she asked me. Tôi rất vui vì bà đã nhờ tôi. Ask, mình có thể dịch là hỏi, là nhờ, là bảo. My grandmother says that her attic is full of junk. Bà tôi bảo là cái gác xếp của bà thì nó chứa đầy, full of, chứa đầy. Junk là những cái đồ bỏ đi, đồ thừa, đồ bỏ đi, junk. I think that her attic is full of treasures. Còn tôi thì nghĩ rằng là cái gác xếp của bà là chứa đầy kho báu. Treasure, treasure, giờ là âm giờ nặng nhé. Treasures, kho báu. I help her to dust and vacuum the attic. Tôi giúp bà để phủi bụi cũng như là hút bụi cái gác xếp đó. Thì chúng ta có từ dust. Dust mà là danh từ thì nó nghĩa là bụi, còn động từ thì có nghĩa là phủi bụi. Còn từ vacuum, vacuum. Vacuum thì danh từ có nghĩa là cái máy hút bụi. Còn động từ thì có nghĩa là hút bụi. Đó. I pulled and pushed around boxes and crates. Pull là kéo, push là đẩy đấy. Pull and push around có nghĩa là sắp xếp thôi, có nghĩa là lôi đi kéo lại đấy, mình gọi là tiếng Việt gọi là như vậy. Lôi đi kéo lại những cái boxes là những cái hộp, boxes số nhiều. Còn crates là những cái thùng, crates, những cái thùng. I help her to wash the floors and walls. Tôi giúp bà để lau sàn nhà và lau tường. Walls, bức tường. My favorite thing that I did was to sort through the old trunk and she had up there. That she had up there. Cái việc làm yêu thích nhất của tôi mà tôi đã làm đó là sort through. Sort through là sắp xếp lại, soạn lại, hoặc là mình có dịch là phân loại. Đấy, phân loại, tôi dịch là phân loại cho nó sát nghĩa với đời thường. Sort through, sắp xếp lại cái old trunk, có nghĩa là cái hòm cũ ấy, mà bà có ở trên đó. Up there là trên đó. The trunk had a rusty latch on it. Cái hòm đó thì nó có một cái latch. Latch là cái then cửa, chốt cửa. Nó không phải cái khóa mà là cái then cài, chốt cài. Đấy. Thì gọi là cái latch. Còn từ rusty là bị dỉ, hoen dỉ. Đấy. Rusty latch có nghĩa là hoen dỉ. Cái hòm nó có một cái chốt, cái then bị dỉ ở bên trên nó. It was a bit difficult to open. Hơi khó để mở ra. But my grandmother got a knife. Nhưng bà tôi có một con dao. And pried the latch open. Và cậy cái then mở ra. Pry, pry là cậy. Ở đây là dạng quá khứ, pried. Cậy cái then đó, cái chốt đó mở ra. The trunk was full of all kinds of things. Cái hòm đó chứa đầy tất cả các kiểu đồ đạc, các loại đồ đạc. There were lots of clothes. Có rất nhiều quần áo. Some of the clothes had been my grandmother's. Một số những bộ quần áo thì nó là của bà tôi. There were a blue velvet dress that she had worn to a dance when she and my grandfather were dating.
có một chiếc váy màu váy váy nhung màu xanh. Cái từ velvet đó là màu màu nhung đấy. Năm nay thì là năm 2020 và Tết năm nay đi ra đường thì chúng ta rất rất hay thấy các bà các mẹ các chị là diện cái mốt váy váy nhung đấy. Đó, cái bộ váy đó thì gọi là cái chất lụa chất liệu nhung nó thì gọi là velvet 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 dress, tức là những cái váy nhung blue ra màu xanh mà bà ấy đã worn worn là wear đấy, tức là mặc đã mặc to a dance, tới một buổi khiêu vũ khi mà bà và ông còn đang hẹn hò, dating tức là hẹn hò đấy. It was a beautiful dress. Cái váy đó rất là đẹp. But there were a few moth holes in it. Nhưng nó có một vài những cái chỗ bị thủng trên nó. Đây tôi có từ hole, hole là cái hố, lỗ thủng đấy. Còn từ moth, moth thì nó có một số nghĩa, ví dụ như là con bướm, bướm đêm. Hoặc là một số các loài bướm khác. Ở đây là thực ra thì ở Việt Nam mình thì không có cái hiện tượng này nhiều bằng bên 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 các nước xứ lạnh. Tức là quần áo nó hay bị những cái con bướm này nó ăn, nó đục thủng lỗ. Đấy, thì người ta gọi những cái lỗ đấy là moth holes. Thì bây giờ tiếng Việt thì cũng chưa biết gọi nó là cái gì cho nó chính xác. Tạm thời gọi nó là những cái lỗ mọt như thế. Moth holes, những cái lỗ mọt. There were some of my mother's old clothes. Có một số những cái bộ quần áo cũ của mẹ tôi. There were a pair of bell-bottom slacks that had bright flowers on it. Có một cái ta có từ slacks, slacks là cái quần vải đấy. Nhưng mà thường thường là chúng ta thấy thấy hay dùng cho phụ nữ hơn. Slacks cái từ này hay dùng cho phụ nữ hơn. Con trai thì hay gọi là pants thế thôi. Nhìn chung là tôi cũng không giỏi về về quần áo lắm, thế nhưng mà đại khái đây là cái quần vải, chất liệu vải, slacks quần dài đấy, quần dài quần vải đấy. Bell bottom, bell tức là cái chuông, hình cái chuông, bottom tức là dưới đáy, cái đáy, đế đáy của cái gì đấy thì gọi là bottom. Bell bottom có nghĩa là đáy của nó có hình cái chuông. Và bell bottom slacks thì có nghĩa là cái quần vải mà có cái đáy hình cái chuông, vậy thì dịch sang tiếng Việt nó có nghĩa là quần ống loe. Đó, quần ống loe. Bell bottom slacks. Còn chữ pair, pair đây là một đôi, một cặp thì gọi là pair, a pair of bell bottom slacks. Thì chúng ta đừng dịch là một cặp quần nhé. Đây là dịch là một chiếc quần thôi, bởi vì cái quần thì nó có hai ống. Cho người ta gọi là một 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 pair, a pair. Đấy. Có một cái quần ống loe đó, a pair of bell bottom slacks mà có những cái bright flowers là những cái bông hoa sặc sỡ ở trên nó. I couldn't believe that my mother had ever worn something like that. Tôi không thể tin được là mẹ tôi đã từng mặc những cái thứ như vậy. There were some of my mother's old report cards. Có một số những cái sổ report, report là báo cáo, cards là những cái thẻ, cái thiệp. Report cards chúng ta dịch ở đây là sổ liên lạc, như kiểu ở trường chúng ta có sổ liên lạc ấy. Đấy. Có một số cái sổ liên lạc cũ của mẹ tôi. Some of her marks, marks là điểm thôi. Một số điểm của bà ấy thì weren't very good, không được tốt cho lắm. Sổ liên lạc hay là bảng điểm này. Tóm lại là nó đại loại là cái giấy tờ kiểu như vậy, một thứ để tổng kết điểm cuối năm ấy. I had fun reading the report cards. Tôi rất là thấy thú vị khi mà đọc những cái sổ liên lạc đó. There were photographs, có cả những cái bức ảnh nữa. Photograph, photograph số nhiều là photographs và mình hay viết tắt là photos đó. There was a picture of my grandparents holding my mother when she was a baby. Có một cái bức ảnh của
của ông bà tôi, holding my mother, tức là đang bế mẹ tôi khi mà bà còn là em bé, còn là một em bé. There was an old baseball glove that one of my uncles had owned. Có một cái đôi găng tay bóng chày, glove là đôi găng tay, baseball là bóng chày, mà một trong số các bác, các chú của tôi, uncle, đã từng sở hữu. Own là sở hữu, là có thôi. There was even one of my old dolls in there. Thậm chí còn có cả một trong những con búp bê của tôi ở đó. One of her legs was missing. Một trong những cái chân của nó thì đã bị mất rồi. Missing tức là bị thiếu, bị mất. My grandmother said that I was rough with my dolls when I was little. Bà tôi bảo là tôi rất là rough, rough có nghĩa là mạnh tay, bạo lực với những con búp bê khi tôi còn nhỏ. I should have taken better care of my toys. Lẽ ra tôi nên chăm sóc những con búp bê của tôi, những cái đồ chơi của tôi cẩn thận hơn, tốt hơn. Take care of. Ở đây là taken care of. Và ta có cấu trúc là should have taken. Đấy, nó có nghĩa là lẽ ra đã. Cái này mình học trong cái bảng ngữ pháp rồi, bảng các thì ngữ pháp rồi. There was even some old jewelry. Có một số những cái đồ trang sức cũ. Jewelry, 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 trang sức cũ, trang sức. I try on some of the old clothes and jewelry. Tôi mặc thử một số các bộ quần áo cũ và đeo thử trang sức đó. Try on, thử. I told my grandmother that I like looking through old things. Tôi bảo bà tôi là tôi rất thích nhìn ngắm những cái đồ cũ. Looking through, nhìn ngắm thôi. My grandmother told me to keep whatever I wanted. Và bà tôi bảo là tôi có thể giữ bất cứ cái gì mà tôi muốn. She said that it was all junk. Bà bảo đó chỉ là những cái đồ bỏ đi thôi. I still say that the trunk was full of treasures. Còn tôi thì vẫn cho rằng là cái hòm đó nó chứa đầy những cái báu vật, kho báu, treasures.